niệm 87 năm ngày thành lập Đảng và 28 năm ngày biên phòng toàn dân, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng, thi đua học tập và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng. Xin kính mời quý vị và các bạn đến thăm Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiêu biểu đã đưa việc học tập làm theo Bác vào nề nếp, trở thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thời gian qua, Đảng ủy Ban chấp hành đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy chi bộ với tinh thần dân chủ thẳng thắn, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì nói đi đôi với làm, thực hiện vai trò nêu gương của chỉ huy. Đảng bộ đồn Thanh Thủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Đơn vị cũng là tham mưu cho địa phương là đẩy mạnh cái chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhớ lời Bác dạy, thực túc binh cường, có ăn no mới đánh thắng. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ cũng được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thực hiện tốt, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy của bộ đội biên phòng tỉnh. Để đảm bảo các tiêu chuẩn chế độ cho theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Biên phòng là chúng tôi đảm bảo cho toàn thể cán bộ chiến sĩ. Thế ngoài ra chúng tôi còn phát huy được cái nguồn lực từ cái hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị để bổ sung vào cái bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ. Đặc điểm chung của năm xã nơi đồn đóng quân là địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, đời sống kinh tế văn hóa xã hội còn chậm phát triển, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, tỷ lệ đói nghèo cao. Nên Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đồn đã đẩy mạnh thực hiện phương châm ba bám bốn cùng. Trong đó, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ công tác vận động quần chúng, phát huy tốt vai trò của lực lượng cán bộ đảng viên bộ đội biên phòng, tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới. Cuối năm 2016, thì chúng tôi đã hoàn thành trong cái việc bàn giao toàn bộ cái đoạn biên giới do đồn phụ trách và đường cột mốc cho nhân dân. Thì trong đó thì có bàn giao được cho 90 hộ và 10 tập thể tham gia. Đường biên cột mốc và an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới đã được đồng bào các dân tộc vùng biên hưởng ứng tích cực, hiệu quả. Từ đây, biên giới lòng dân nơi địa đầu phía Bắc Tổ quốc đã và đang không ngừng được củng cố, tăng cường vững chắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân khu vực biên giới, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền miền biên. Tăng 78,3% so với năm 2015. Không có dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có 101 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 478,6 triệu đô la Mỹ.